chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh máy hút chân không tại nhà. Thì hai cái loại mà thông dụng giờ đang xài nhiều nhất. Loại thứ nhất là chuyên hút đồ khô. Đây nha mọi người. Cái này là đệ nhất 300A. Và loại này là DZ 300B, hút được cả độ khô cả độ ướt. Máy nó có cái bình chứa nước. Này, cơ bản thì hai cái loại máy này tương đối là giống nhau, nên mình sẽ hướng dẫn một cái là cái này. Phần dễ vệ sinh nhất đó là cái bọt. Mình tháo ra, các bạn sau mỗi lần hút chân không xong, tháo bình này ra rửa. Giữ sau xuôi lau chùi rồi đem phơi khô để cho lần hút tiếp theo mình làm, như vậy thì nó mới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho mình. Rồi, cái bầu bên ngoài coi như xong, thì bây giờ mình lật ngược cái máy lại, thì sau sẽ có cái con ốc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tháo cái con ốc này ra. Và là xong. Tháo xong. Đây. Cái bộ phận mà cần để mà vệ sinh đó là các cái đường ống. Anh chị các bạn cần tháo hẳn ra. Rồi các bạn khi tháo thì để ý nha. Tháo ra chỗ nào thì làm xong mình gắn lại. Tháo cái bộ phận lưỡi gà thì nó sẽ có ba cái bít xìa để chặt, hai cái dài để làm thứ tự là 1, 3, hai cái dài đây nha, một cái ở giữa là cái ngắn. Và cái ống này cũng thông 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 đó, giống như là vệ sinh hai cái ống lên cái bồn chứa nước. Còn cái phần này tháo cái này ra. Rồi cái này nó dẹp. Nên
các bạn kiếm cái gì nó đẹp đẹp như cái này. Cái ống này dẹp vào mỏng, còn đây mình kiếm cái gì dẹp dẹp vào mỏng thế này. Sọ chui thì lo chui thôi. Như vậy là cái phần vệ sinh cái bầu và các đường ống, cái vòi là xong. Mình làm tháo hai con vít này ra, xin cái bơm máy luôn, đã làm hết. Hiện tại nó có 4 con ốc vít này, tháo ra. Như vậy là tháo xong, các bạn để ý nha. Cái bên có mũi tên vào bị hút, bên có mũi tên ra là thổi ra. Bên hút, bên thổi. Bên hút là bên này nó có cái 6 lỗ âm xuống, còn cái bên thổi ra là cái bên mặt trắng. Mình phải nhớ lại, nếu mà xíu mình gắn lại nó không có bị ngược, ví dụ như ngược như thế này nó không thành hút nữa mà nó thành cái máy thổi. Cái này thì tháo thì khó nhưng vệ sinh thì rẻ, không có gì cả. Mình lấy bẩn chải đánh răng hay là lấy cái rửa bát chén lau chùi là được rồi, xong xuôi gắn lại. Phần này thì mình không cần lấy vệ sinh bầu. Giờ các bạn này xin xong thì bây giờ mình gắn lại. Bây giờ tháo cái gì ra sau cùng thì sẽ gắn lại nó đầu tiên, làm ngược lại. Trong quá trình các bạn làm thì quay lại video để xem có bị lỏng quên chỗ nào thì mở lại xem, không thì đặt video của mình xem cũng được. Này bây giờ là tương đối là chi tiết. Đây là cái phần đường ống mình gắn lại, mình tháo sao rồi mình gắn lại vậy. Đây là ống dài thay đảo lại như nào. Cái bánh xe này nữa.
Thì các bạn hút mà đổ nước thì mình gắn cái bầu này vào. Còn nếu mà mình hút đồ khô không thì không còn cái bầu này. Không còn cái bầu này thì mình có thể đau tắt hai cái đường ống này. Đấu như thế này. Sẵn tiện đây thì mình hướng dẫn các bạn hút đồ khô và đồ ướt. Đồ khô thì hút nó rẻ quá rồi, nhưng mà đồ ướt mình hút không đúng thao tác thì nó lâu. Thì các bạn sẵn tiện xem luôn. Bây giờ mình tiến hành hút nha. Cái chỗ này là thời gian hàn, nó có từ 0 đến 9. Bao công dụng mình sử dụng là 8 gram đến 12 gram. Mình để con số 3 là được. Còn bao càng dài thì để thời gian hàn nó tăng lên. Với cái độ khô thì mình cũng sẽ rất dễ. Cái dồn hết đỏ này dần dần đây để sao cho bò nó lên đến cái miệng hút luôn. Gắn cái này xuống khi đầu tiên cái đèn tít thì mình để khoảng 4-5 giây. Thế nhưng cái thời gian nó làm ngủ cái đường hàn thì cái bao nó sẽ đẹp hơn. Đường hàn như thế này. Cái này là được nha các bạn. Khi mà nó kêu vậy để cho nó 4-5 giây cái đường hàn nó nguội đi thì mình mở ra cái đường hàn nó sẽ đẹp hơn, vừa đẹp vừa kín hơn. Đối với đồ khô là như vậy, cái đồ ướt thì mình hút như vậy nó sẽ hơi nguội. Cái đồ mà mềm nó ướt mình rau như thế này làm nhé. Rau mình mà để sát đây, sát lên cái miệng ngồi hút thì rau nó sẽ lấp cái miệng và không có đường dẫn khí ra. Không có đường dẫn khí ra thì cũng hút được, mà mình để xa cái này hai cái miệng bao nó dính vào nhau nó cũng không có đường dẫn khí ra, cũng không hút được. Đối với rau thịt tươi cá bò tươi thì anh chị và các bạn để ý ăn được cái này. Trước khi hút mình thỏ tay vào đây, mình vuốt sẵn cái đường để cho nó dẫn khí ra thì nó mới hút được. Nó phải có cái đường van thì nó mới dẫn khí ra được. Mình để sẵn tay đây, mình vuốt sẵn rồi nó có đường dẫn khí ra máy lên.
Đối với thịt thì thịt tươi thì các bạn cũng giống như là hút dầu và cái đồ mềm này. Cái tay của mình để sẵn thế này. Và đây. Khi mà nó hút nó có đường gần rồi, các bạn bỏ tay ra cũng được, như vậy nó hút cũng được. Ok, như vậy là xong xuôi nhé. Này đậu phộng bắp rau đi. Hôm nay là mình hướng dẫn cho các bạn cách vệ sinh máy, cách hút đồ khô đồ ướt để cho các bạn làm nhanh hơn. Rồi máy móc xài 4-5 tháng nó có nghèo thì ở nhà chủ động vệ sinh, bỏ mất công điện đến tới thợ, rồi mất công đi để đợi người ta làm xong rồi mất công đi về. Rồi các bạn làm thành công.